Rồi vô chào anh em. Hello, nay tôi sẽ review chiếc Sigurd 23 của ông anh tôi. À nếu mình lên vàng đầu xuống đây ha. Vàng đầu thì đây là một cái đồng hồ zin. Đồng hồ zin. Xe thì đi len ken và móc titan nè. Đấy, ba gan titan. Rồi mình xuống vàng chân đi. Vàng chân thì mình đi thắng không đi thắng đĩa nha. Đây là đi thắng đùm, thắng zin, đùm zin. Mâm này là cái mâm bonsai, cầm thì như cầm Nova đúng không? Cầm này đi cầm zin, có cái này sơn. À. Đây vỏ, cặp vỏ trước là cặp vỏ chạy rồi. Vỏ 40, 340. À. Vỏ này vỏ 70, 90, 17. Mâm là cái mâm dài ra ban rim máy cục máy 100 anh chủ xe. Đây vài con ốc bu cặc gì đó. Máy này đập lại nồi rồi. Máy đập nồi nha anh em. Đây cặp bao thì cũng cặp bao Olin, cặp được cặp phụ Olin. Hàng khoai 6 triệu. Vỏ sau thì là 250 17. Đây là cặp mâm giống cấp trưởng luôn, bonsai. Mâm cầm này thì mẹ đếm cầm trong bộ tem này anh lên nhiêu anh? Tem này hình như là lên có 500 mấy không? 500 mấy nha. Đây là bộ tem của Spec Sirius 110. Anh em nhìn cái đầu là biết từng làm idol đấy gì. Idol nên là mấy đồ qua bên vậy nè. Có tên Ngọc Kiều. Kiều là bộ của mạng. Bộ của mạng. Cái này bữa đông lấy lại. Bộ thì bộ zin nha anh em. Bộ zin chưa móc. Chưa móc chưa gì hết á. Đó tầm tháng nữa là đi lại. Nói chung anh ông xin vẽ nhiêu anh Ngọc? Nhìn cục máy là anh em nghĩ là xe này có độ cặc gì đó thì tích thu vậy. À nhông xin vẽ, nhông xin vẽ zin. Đi hàng zin. Đi hàng zin hết nha. Có bộ máy thôi rồi. Máy thì đập nồi. À mình nghe cái bô. Ai quên. Lù lú lú. Dừng chơi sẽ bắn cái đây. Rồi anh luôn. Đây, em không? Vô máy khớp cái đã, bữa mới giật, què tay giờ. Khớp nó. Giật nhẹ lắm. Biết ăn hay không mà giật nhẹ lắm. Thôi mình ra mình làm tú út đi. Bào cái. Ra. Mượn chú xe bào tua cái nào. Rồi ra. Đưa cho chú xe bào đi. Địt của mẹ mày, bào hết con chó. Ma tới số rồi. Này vô mày bào luôn. Quế nha. Má quắc vô. Gặp nhau mà. Gặp nhau. Chạy xe chạy ra đâu mà. Nó hồi sao quá ta. Nó xong rồi ta rồi đâu.
Trời ổng tả ổng máng đồ tao mà tổn cái đời đó con. Chị mới liền kèn tép 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 nè. Má nó tại bữa nay đang ấy tiệc nha, không có bào cho anh em xem. Tới tầm tháng nữa lấy máy này về đi 62 viên. 62 viên. Không. 62 viên lên con. Anh đi sao anh bạn? Bây giờ theo hành trình của em á, em nói anh đừng có đi 62 viên. Bộ 62 viên hay là đi vô phút bộ xe lửa. Bộ xe mà lên 62 nó bốc lắm. Đi làm hoặc là đi hành trình á thì anh nhưng mà lên mấy bài đó. Không đi đi lên 62 viên là hạ xuống đi lăn, đi lăn đi chợ. Thì cái đó là chạy chạy xong rồi chị để đưa rồi làm gì chụp mền trong nhà luôn á. Chụp mền nhà luôn đó. Nó lại chụp mền đấy. Còn nếu anh đi mà kiểu như đi làm hay đi tour rồi á là anh đi 62 viên đi tour.